Trong tháng 10 năm 2021, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cơ bản ổn định. Các đơn vị bộ đội biên phòng đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, đạt kết quả tích cực. Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ quan đơn vị trong lực lượng triển khai theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, theo nghị quyết của Chính phủ. Bộ đội biên phòng đã phối hợp với các bệnh viện, quân y, y tế địa phương tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 100% cán bộ chiến sĩ. Các tuyến biên giới tiếp tục duy trì trực gần 2.000 tổ chốt. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và mua bán người cũng được lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh, phá thành công nhiều chuyên án.